Hello, chào mọi người. Chào mọi người đã quay lại với kênh Văn Backhouse. Hôm nay mình sẽ thấy là nguyên một dàn unicorn cực kỳ dễ thương và xinh đẹp mình được để lên cupcake luôn. Thì cái clip này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm nha. Ở đây mọi người thấy là mình sẽ cần một ít fondant như vậy. Fondant là gì? Thì nó chính là một vị kêu bằng là phù thủy của ngành bánh, thì nó có thể tạo hình bất kỳ thứ gì luôn. Ở những clip trước, Văn đã hướng dẫn cho mình làm cách nào để có thể làm bằng fondant này rồi nha. Mình có thể xem lại clip ở phần dưới mô tả. Và tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu nặng tròn. Cái này thì rất là vui luôn, nó giống như đất sét vậy đó mọi người ơi. Đó, mình sẽ tạo hình những cái viên kiểu như là giọt nước vậy đó. Nó hình, đầu tiên mình sẽ ra hình tròn, hình cầu. Xong rồi cái mình sẽ xe nhọn một đầu đi. Đó, ở đây do là Văn làm rất là nhiều con khác nhau, cho nên là mình sẽ xe dài ra nha. Đó, mình cùng làm cách nào để mà biến hình từ những cục đường như thế này thành một con unicorn. Thì nhớ theo dõi hết clip này nha. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Văn Backhouse, vì Văn Backhouse sẽ hướng dẫn cho mình tạo hình rất là nhiều loại bánh khác nhau. Và từ một người chưa biết gì về bếp bánh sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Đó, mình sẽ thấy bàn tay đang điêu luyện chưa? Đó, mình làm rất là nhiều rồi. Cho nên là các bạn nào muốn điêu luyện thì mình cũng làm nhiều như mình nha. Rồi, đó, mình sẽ cắt nhỏ những cái viên này ra. Và bây giờ mình sẽ làm tới cái phần tay nha. Đó, phần tay thì mình cũng xe dài ra như vậy. Mình cũng chia nhỏ thành từng viên một. Đó, thì cái này mình sẽ làm cái phần tay của con unicorn. Ở đây một ô là khoảng 1 cm, thì 3 ô sẽ là 3 cm nha mọi người. Phần thân sẽ là khoảng tầm 10 g, và phần đầu sẽ 15 g, và các phần còn lại như là tay, hai cái tay sẽ là 3 g, và phần chân sẽ là 5 g nha. Mình cứ chia đều như vậy là cái con unicorn này có thể đặt lên trên cupcake được rồi á mọi người.
Rồi tới cái phần mà Văn thích nhất đây, mình sẽ sử dụng những cái nhũ vàng. Đây là những cái nhũ vàng ăn được nha, hoàn toàn dành cho thực phẩm luôn. Mình sẽ quét vào tay nè, chân nè, thậm chí là mặt của con unicorn. Những cái phần nào mình cảm thấy thích á, mình cứ quét lên hết luôn. Đó thì tạo cho mình cái cảm giác là cái con unicorn này thêm cái phần fancy hơn, nhìn nó sẽ kiểu như là sang chảnh hơn á mọi người. Và sau khi mà mình đã làm cái phần nhũ lên thì mình sẽ sử dụng bút. Đây là cái phần màu thực phẩm luôn nha. Cái bút này hoàn toàn ăn được nha. Bạn nhỏ nào mà thấy cái bút, mình lấy cái bút ở nhà mình vẽ lên là sẽ hư cái cục đường và bỏ luôn đó. Thì khuyến cáo là mình nên mua những cái cây bút này. Thì cây bút này mình thấy là có bán trên Shopee với mọi người. Đó, và sau khi ráp lên thì mình sẽ có được những con unicorn như thế này đây. Đó, mình sẽ cắm một cái tâm vào, tâm nhỏ thôi. Ở đây mình sẽ quét nước vào cái phần đường, nó sẽ chảy ra dính, kết dính lại phần đầu và phần thân với nhau. Đó, ở đây mình thấy là con unicorn mình chưa có tai gì hết. Rồi mình sẽ bắt đầu làm tai và làm sừng. Cái phần sừng đó mình sẽ cắm một cái tâm nhỏ nhỏ lên như vậy ha. Và cũng quét nước luôn. Và sau đó mình sẽ làm cái phần sừng đã được xe nhỏ trước. Cái phần sừng này mình có thể làm như là cái tay của mình vậy đó. Nhưng mà mình sẽ quét nhũ lên cái phần sừng này luôn. Đó, cực kỳ đơn giản luôn nha. Quên nữa, thì ngựa thì phải có bờm đúng không mọi người? Ở đây bờm thì mình lấy cái fondant của mình đó, mình pha một tí nước vào. Mình sẽ pha màu lên. Thì mình cho vài giọt nước ăn của mình đó, nước đun sôi để nguội á. Thì nó sẽ mềm ra để cho mình có thể cho vào cái bao bắt bông kem để mình bắt. Thì ở đây mình không có nên sử dụng kem để mình bắt ra nha. Tại vì kem sẽ rất là dính và làm chảy cái phần đường của mình. Ở đây mình sẽ sử dụng chính cái fondant của mình luôn, mình cho thêm nước vào thôi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bắt thử nha. Thì unicorn thì thường nó sẽ sử dụng 7 màu. Ở đây Văn sử dụng 3 màu cơ bản pha nhạt ra. Đó chính là màu đỏ pha nhạt ra nè, màu xanh dương pha nhạt và màu vàng pha nhạt ra. Thì ba cái màu này nó sẽ khi mà mình bắt vào nó cũng tương đối là dễ thương. Và mình có thể kêu bằng làm những cái kiểu này để mà mình trang trí một buổi tiệc bánh unicorn thì thiệt là thích đúng không mọi người? Ta-da! Vậy là xong rồi. Và những con unicorn này đã sẵn sàng để lên trên cupcake rồi. Và mình sẽ để lên nhìn rất là cute luôn đúng không mọi người? Ai mà nỡ ăn chiếc bánh này bây giờ trời. Và đây là những chiếc bánh được làm tại Văn Bách Hao nha mọi người ơi. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Văn Bách Hao để được học được nhiều loại bánh hơn nữa nha. Và bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.